Vâng, xin chào bác là Kinh Xe Đạp. Và hôm nay em mới về một chiếc xe siêu phẩm mới về bên này, dòng xe King Knight của thương hiệu Anh Quốc. Và lần này em về một chiếc xe rất là độc đáo, full carbon trên khung xe, xe sử dụng với giảm xóc hơi rất là cao cấp. Full carbon, khung full carbon, càng carbon, cổ phốt carbon, ghi đông carbon. Đấy. Tất cả những cái linh phụ kiện chính trên xe là hầu hết là toàn là carbon hết các bác nhá. Và xe rất cao cấp, được sử dụng với cặp giảm xóc hơi, khóa chỉ giảm xóc trên tay, full cấu hình group DOD, đĩa trục rỗng, và xe sử dụng với bộ cặp vành lốp của dòng Michelin rất là cao cấp. Đây là một thương hiệu đến từ Anh Quốc, và model King Knight Team Basico, biểu tượng hình hiệp sĩ cầm thương trên chiếc yên ngựa giống của một hãng thời trang của Bob Hardy cũng ở London Anh. Và bây giờ em xin mời anh đã tổng thể chiếc xe. Vâng, lần này em về với một chiếc xe rất là đẹp. Tổng thể xe em đánh giá là tầm 90% xe. Đây là một mẫu xe King Knight đầu tiên về bên em, full carbon rất là cao cấp, với cái tông màu xanh đen rất là khỏe và nổi bật trên cái tông hình của xe, rất là sạch. Xe đến từ thương hiệu của Anh Quốc, và lá cờ Anh Quốc vẫn còn nguyên trên khung xe đấy, có thể nhìn rõ ấy. Đây là sơn quốc nhá, và không phải lề cam dán vào đâu. Và cái model lần này là model của team English team, và 27,5, tức là cỡ và cặp lốp của vành xe là 27,5, cỡ lốp và vành hiện lên trên khung xe luôn, khung carbon, thương hiệu đến từ Anh Quốc đầu tiên về với em, dòng King Knight. Cái sơn rất là bóng và sáng. Dưới đuôi xe cũng có một lá cờ chiếc của Anh trên khung xe luôn, full carbon. Giá bình nước của xe cũng là carbon bác nhé, rất là cao cấp. Giá bình nước đây carbon, giá bình nước carbon. Hiếm khi em về được một chiếc xe mà có nguyên bộ tất cả những linh phụ kiện trên xe mà gần như là carbon hết toàn phần. Giá bình nước carbon. Xe trang bị với bộ dây chuyền cao cấp. Và cái biểu tượng của dòng mà King Knight này là hình hiệp sĩ cầm thương trên yên ngựa, tức là giống cái hãng thời trang của London, hãng thời trang của Bob Hardy. Các bạn nhìn rõ đấy. Cái cổ phốt này của King Knight cũng là của cái carbon luôn các nhá. Đây, những đường vân 3D carbon nổi trên cái cổ phốt của xe đây. Ghi đông của chính hãng King Knight cũng là của carbon luôn các nhá. Ghi đông cổ phốt carbon hoàn phần. Và được người chủ cũ rất là yêu mến chiếc xe, đâu mà là may nguyên cho một cái tay lắm của nó, tay lắm da thật không nhá, tay lắm da thật, nguyên bản theo xe vẫn còn nguyên đây, tay lắm da rất là cổ kính. Xe được sử dụng với full cấu hình group Shimano DOD rất là cao cấp, và sử dụng với khóa chỉnh giảm xóc trên tay, rất tiện lợi cho các bác đi những xe đạp cung đường xa ngắn, những đường gồ ghề mà các bác không cần phải xuống xe. Đóng mở sóc ở trên tay luôn đó nhá. Đóng mở sóc và quá trình trên tay luôn, rất là cao cấp. Thường thì những dòng xe cao cấp là cũng trang bị những bộ giảm sóc trên quá trình trên tay như vậy. Một mẫu xe hiếm về bên em mà full carbon toàn phần của mẫu địa hình. Bên tay phải em được trang bị với cũng là của Shimano đều DR, và cụm phanh đằng sau cũng là cụm phanh dầu thủy lực, đằng trước cũng là cụm phanh dầu thủy lực chính hãng của Shimano. Tay lắm chính hãng, và trang bị thêm một cái bộ tay lắm bên ngoài, người chủ cũ may bằng da thủ công. Đây là may da thủ công may tay không nhá, rất là cao cấp, sử dụng cho các bác không bị thấm mẫm mồ hôi trên tay. Đằng trước cái biểu tượng hình hiệp sĩ cầm nước thương trên yên ngựa, tức là biểu tượng của mẫu hãng thời trang London, thương hiệu Anh của Bob Hardy. Có người trên mạng tham khảo thêm về cái mẫu xe này. Đây là chỗ xả e cho các bác. Chỗ xả e rất là chỗ bơm hơi của cụm phanh hơi rất là cao cấp. Thì thường thì cũng cặp phanh hơi này rất là bền hơn so với những dòng xe phanh dầu. Các bác tùy độ nhún xả theo cái cụm phanh giảm xóc đằng trước, bơm xả nằm ở bên phía trước cái xe đây, rất là êm.
giảm sóc hơi, giảm sóc chính hãng với bản sao xe. Vành bạc đạn, vành hiệu nguyên bản theo xe, vành cũng là vành của kim. Đấy. Cam kim. Sử dụng với cặp lốp Michelin chính hãng thì các bạn biết là cũng dòng xe lốp cao cấp của thương hiệu xe đạp thể thao, thì là đây là một mẫu xe đạp rất là tên tuổi của Michelin. Chuyên sản xuất lốp xe ô tô, xe máy rất là bền đúng không nhá. Cọc yên nó cũng yên của kim nai làm từ carbon rất là cao cấp, yên lốp kim, yên hiệu luôn đúng không nhá. Thì trước đây em giới thiệu qua những dòng xe yên hiệu bên trong là phủ silicon cho bác rồi, rất là êm, bên trong cái lớp này là silicon. Đây là yên hiệu của xe, rất là cao cấp, cọc yên carbon, khung carbon, cổ và cổ phốt, ghi đông xe có carbon toàn phần. Giá bình lớp theo xe có carbon. Xe sử dụng với đùi đĩa trục rỗng, rất là cao cấp, chuyên dòng những dòng xe địa hình. Bedan CMC, những điển họa tiết hoa văn nổi trên bedan của bedan bạc đạn. Gạt đĩa chính hãng của Shimano DOD. Đằng sau sử dụng với củ đề Shimano DOD rất là cao cấp. Trang bị với 10 tầng líp chính hãng nguyên bản theo xe. 10 tầng líp, 3 tầng đĩa cho bộ chuyển động của xe 30 tốc độ, gần như là full chuyển động của xe những dòng xe địa hình và touring rồi. May yêu bạc đạn. May yêu bạc đạn hơi cối lổ lắm nhá. Sử dụng với cặp lốp Michelin rất là cao cấp, nguyên bản theo xe. Bây giờ xin vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. À quên. Thế mình lấy con sai. Con này chắc 247. Vâng, chiều cao đứng của khung xoa xe em đo là size 47. Đây là một chiều cao xe khá lý tưởng cho các bác. Và xe rất là cao cấp, được trang bị với full carbon, khung ghi đông cổ phốt carbon và ghi đông cổ phốt carbon càng carbon, ghi đông cổ phốt cọc yên carbon, giá bình lớp carbon, giảm sóc hơi, khóa nhiệt sóc trên tay. Và bây giờ mình xin nhắn chi tiết cho hoạt động của xe. Xe được trang bị với 10 tầng líp chính hãng với bản theo xe, hơi cuốn lổ một chút, lên líp đây, 10 tầng líp chính hãng của Shimano lên líp. Xe đây là một thương hiệu của đến từ Anh Quốc các nhá, xuống líp. May hơi cuốn lổ với cái phải em trang bị với 3 tầng đĩa, đĩa sụp rỗng, xuống đĩa. Xuống đĩa. Lên đĩa. Chuyển động rất là mượt mà quá nhá. Đây là mẫu xe cao cấp, rất là hiếm về bên em. Full carbon, khung này, ghi đông cổ phốt, càng, ghi đông cổ phốt, sóc hơi và giá bị ướp carbon. Full group cấu hình Shimano đồ DOD, đùi đĩa thụt giống, hóa chỉ nó trên tay. Và xe giá rất tốt bên em là 9.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trường ngày mai. Đây là một mẫu xe đến từ Anh Quốc các nhá, Kim Knight.